trong video này mình muốn giới thiệu với các bạn một mẫu xe đạp điện 3 bánh mới được bên mình làm theo yêu cầu của một khách hàng. Chiếc xe điện này được phát triển dựa trên mẫu xe điện có từ trước đó. Bạn có thể xem mẫu xe đó tại đây. Chiếc xe này được bọn mình gắn thêm giảm xóc, giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi vào những khu đường xấu, nhiều ổ gà. Giảm xóc được lấy từ chiếc xe Sirius của Yamaha nên rất chắc chắn và êm chứ không giống như giảm xóc của xe đạp điện. Ghế xe được làm rất là rộng rãi. Động cơ của xe thì được đặt ở phía trước. Ghế và dựa lưng của xe được bên mình đặt riêng cho xe nên rất là êm. Cụm đèn đồng hồ của xe được trang bị đầy đủ đèn, còi. Công tắc đảo chiều thì được đặt ở bên tay phải. Chiếc xe được bọn mình tặng kèm một chiếc giỏ inox. Bánh xe thì được bọn mình làm theo yêu cầu của khách hàng, vành đúc chứ không phải là vành dùng đũa. Đây là hệ thống giảm xóc của xe, rất là chắc chắn và êm ái. Còn đây là cụm đồng hồ, mình sẽ bật khóa lên. Thì đây là đèn báo năng lượng của xe. Đây là đèn hiển thị năng lượng còn lại của xe. Khi đèn hai sáng thì có nghĩa là lượng điện trong xe vẫn còn nhiều. Half tức là lượng điện trong bình còn một nửa. Now là điện đã thấp, còn empty là trong bình đã hết điện. Đây là công tắc đảo chiều được bọn mình gắn bên tay ga. Còn bên này là còi. Mình sẽ thử đi cho các bạn xem. Với những ai chưa đi quen thì bạn cần phải tập đi thử. Và một lưu ý với các bạn khi sử dụng là chỉ sử dụng xe khi đã đi quen và không đi vào khu vực nội thành nội thị, đảm bảo an toàn là trên hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.